Chương 371, khôi phục trí nhớ ba. Thẩm Nguyệt Lan lại lo lắng nói: "Đừng gọi tôi là ba, tự chị chọn đi." Thái độ của Thẩm Thiên Quân rất cứng rắn. "Không có gì để lựa chọn, Lạc Tú là con của con, Vĩnh Viễn đều là vậy." Trong mắt Thẩm Nguyệt Lan hiện lên sự kiên quyết. "Được rồi, tốt lắm." Thẩm Thiên Quân hừ lạnh một tiếng. Đứa con trai bất tài của chị, tôi trái lại muốn xem." "Ông muốn xem cái gì?" giọng nói của Lạc Tú đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn lại thì thấy Lạc Tú thản nhiên đi tới với điếu thuốc trên tay. Cậu còn dám tới sao? Sắc mặt thẩm tuấn trạch đột nhiên hiện lên vẻ tức giận. Audio điện tử võ tấn bền. Anh ta muốn lao tới, nhưng lại bị thẩm Ngọc Thành vươn tay ngăn lại. Tiểu Tú, thẩm Nguyệt Lan vội vàng đứng chắn trước mặt Lạc Tú, vì sợ những người này sẽ gây bất lợi cho Lạc Tú. Mẹ, không sao đâu, xin lỗi con trai mẹ đến muộn để mẹ chịu uất ức rồi lạc tú vỗ vai thẩm nguyệt lan mẹ mẹ yên tâm đi con sẽ chút giận giúp mẹ ha ha em gái nguyệt lan cô thấy chưa trương thúy bình lại nói lớn đây là con trai cô quả nhiên không coi ai ra gì cậu vậy mà còn dám tới nhà họ thẩm thẩm thiên quân có chút tức giận tại sao không dám tới lạc tú thản nhiên nói quả nhiên không có năng lực nhưng rất có cá tính. Thẩm Ngọc Thành nhìn Lạc Tú, ánh mắt lộ ra sự châm chọc. Nguyệt Lan, nhìn thấy không? Trương Thúy Bình lại nói. Đây là tranh lệch, bây giờ nó đến rồi. Vậy cô hãy nói cho tôi biết, nó có điểm nào có thể so với đời thứ ba của nhà họ Thẩm? Điểm nào? Xin đừng xúc phạm tôi, được không? Lạc Tú khẽ cười nói, lắc đầu. Đời thứ ba của nhà họ Thẩm so với tôi sao? Lạc Tú lại cười, giống như là bị chọc cười đây là một sự sỉ nhục rất lớn đối với tôi. Lạc Tú hử lạnh một tiếng. Lạc Tú vừa thốt ra những lời này, toàn trường đều sốc. Ngay cả những người đến chúc mừng đại thọ cũng phải choáng váng. Người anh em à, lời cậu nói có hơi quá đáng rồi. Một nhân vật lớn ở Yên Kinh nói. Tuy rằng cậu là một đứa trẻ, nói ra lời này thì thật quá ngông cuồng. Lạc Tú, mau xin lỗi nhận sai với nhà người ta đi. Lý Giai Di đứng dậy nói cô ta không ngờ rằng lạc tú không những không rời đi mà hôm nay còn xuất hiện ở đây đã thế anh lại còn nói những lời như vậy trước mặt toàn thể nhà họ thẩm trước mặt rất nhiều nhân vật lớn đây không còn là cuồng vọng mà là ngu ngốc trương thúy bình nhìn lạc tú chế giễu như thể đang nhìn một tên ngốc thẩm thiên quân lạnh lùng nhìn chằm chằm lạc tú trên mặt lộ ra vẻ khinh thường đây là nhà họ thẩm những người thuộc thế hệ trẻ tất cả đều là những con người và tài năng thực sự vậy mà thằng nhóc này lại dám nói ra lời như vậy. Xem ra là đầu óc có vấn đề. Ngay cả Lý Anh Anh cũng ngây ngẩn cả người, bà ấy cũng không ngờ Lạc Tú lại ngông cuồng như vậy. Còn Thẩm Nguyệt Lan cũng lo lắng muốn kéo Lạc Tú lại, dù sao đây cũng là nhà họ Thẩm, nếu như Lạc Tú nói như vậy sẽ rất dễ chọc tức nhóm người này. Đến lúc đó ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Mẹ con họ đang ở đây, nhưng không ai có thể giúp họ. Và lại mặc dù bà không muốn người khác nói xấu Lạc Tú, nhưng Lạc Tú quả thực không bằng đời thứ ba của nhà họ thẩm. Dù có muốn thừa nhận hay không thì đây là sự thật. Và có vẻ như Lạc Tú vẫn còn muốn lên tiếng. Thẩm Nguyệt Lan vội vàng kéo Lạc Tú lại. Tiểu Tú, con đừng nói nữa. Thẩm Nguyệt Lan có chút gấp gáp. Ha ha, Nguyệt Lan, đứa con trai này cô. Những lời như vậy mà cũng dám thốt ra khỏi miệng. Thẩm Ngọc Thành lắc đầu e là chị sinh ra một thằng ngốc rồi cũng nên, thẩm thiên quân cũng lớn giọng nói. Nhiều người đến mừng thọ cũng cười khẩy, lắc đầu. Thằng nhóc này trông khá bình thường, không ngờ lại là người như vậy. Mẹ, con đã nói, mẹ yên tâm đi, lạc tú nhìn thẩm nguyệt lan bằng ánh mắt dịu dàng. Cùng lúc đó, anh đè một hạt trâu trong tay lên mi tâm của thẩm nguyệt lan. Thẩm Nguyệt Lan chỉ cảm thấy đầu óc thoáng chốc đau đớn, sau đó trong cơ thể có một cỗ lực lượng cực kỳ ấm áp to lớn chảy xuôi, ấm áp và dễ chịu, vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó, một lũ ký ức tràn về điên cuồng. Xếp thẩm, xếp xác định muốn đi tương Tây Ư. Một người đàn ông một cước đá văng phòng họp của thẩm Nguyệt Lan vào lúc nửa đêm, kéo một cô gái, ném một tấm chi phiếu ra rồi nói. Ngày mai tôi muốn bao chỗ này, đi làm ngay. Trong hành lang, bà nhìn thấy chàng trai, sau đó thiện ý trò chuyện với đối phương vài câu. Nhưng cuối cùng tan dã trong không vui, chàng trai nói. Nếu bà đã có ý tốt, vậy tôi cũng cho bà một câu, xem như một lời khuyên. Trước cửa số một nhà họ hoàng, bà muốn xem trò cười của chàng trai này, đương nhiên nếu thật sự không giải quyết được, bà sẽ ra tay hỗ trợ. Nhưng chàng trai kia tệ quá rồi, bắt người khác đập nát chiếc xe rồi mới nói với họ rằng chiếc xe đó không phải của mình bên cạnh cổ trấn Phượng Hoàng, chàng trai lợi dụng việc bán thuốc bẫy giang giật phi khiến bà buồn cười. Còn cả ở nhà hàng Pháp, chàng trai giảng giải cách ăn với ốc ma tiêu chuẩn, phải nói là rất ngon. Chàng trai nói với bà rằng anh là thiếu niên tông sư. Bà không tin, còn nói đùa rằng bà là mẹ của thiếu niên tông sư. Cho đến ngày hôm đó, ở trại thạch gia của Vu Vư Vương, bà đã tận mắt nhìn thấy chàng trai, một mình quét sạch tám phương khí phách dẫm nát mọi người dưới chân sau đó bà mới biết chàng đó kia thật sự là thiếu niên tông sư nhớ rồi bà đã nhớ tất cả một cách chậm rãi lạc tú ở trước mặt trùng khớp với chàng trai đó thẩm nguyệt lan rơi nước mắt như mưa chỉ trong chốc lát bà đã nhớ ra tất cả con trai bà con trai của thẩm nguyệt lan bà là thiếu niên tông sư chính là thiếu niên tông sư danh chấn hoa đông cũng chính là thiếu niên tông sư đại sát tứ phương ở tương tây. Lại là sĩ quan huấn luyện của huyết sát, quan bái cấp thượng tá. Giờ khắc này, sau khi Thẩm Nguyệt Lan nhớ lại mọi chuyện, bà đột nhiên lau nước mắt, sau đó kiêu ngạo nhìn tất cả mọi người trước mặt. Không phải các người nói con trai tôi không có tiền đồ, nói con trai tôi không có thành tựu sao? Thẩm Nguyệt Lan đột nhiên thay đổi sự xa sốt trước đây. Quả thực, mẹ quý nhờ con Ai mà không muốn con trai mình có thể khiến mình tự hào. Bây giờ Thẩm Nguyệt Lan cuối cùng cũng cảm nhận được rồi. Bà tự hào về Lạc Tú. Ha ha, đời thứ ba của nhà họ Thẩm, vẻ mặt Thẩm Nguyệt Lan lộ ra sự châm chọc. Đời thứ ba của nhà họ Thẩm có thể so với con trai tôi à? Con trai tôi, Lạc Tú. Thẩm Nguyệt Lan dường như lần đầu tiên giới thiệu Lạc Tú với mọi người trong nhà họ Thẩm. Thiếu niên tông sư, thiếu niên tông sư tiếng tăm lừng lẫy Hoa Đông sĩ quan huấn luyện huyết sát, quan bái cấp đại tá. Đây là con trai của tôi, Lạc Tú. Ngay khi Thẩm Nguyệt Lan nói ra những lời này, bầu không khí u ám trong lồng ngực lập tức được quét sạch. Cả người bà lập tức dạng dỡ, ngay cả khí thế của nữ vương kinh doanh đã mất đi trước đó cũng quay lại. chương 372 đều là đồ bỏ đi. Thẩm Nguyệt Lan vừa nói những lời này, nhất thời tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, có người nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Thẩm Nguyệt Lan một số người không tin điều đó chút nào có thể ư điều đó không có khả năng thằng nhóc đó là thiếu niên tông sư hoa đông thằng nhóc đó là tổng giáo quan của huyết sát đây hoàn toàn không phải là sự thật nhưng rất nhiều người trong nhà họ thẩm đều cau mày bởi vì bọn họ cũng có chút hiểu biết về thẩm nguyệt lan thẩm nguyệt lan chắc hẳn sẽ không nói dối dù sao thẩm nguyệt lan vẫn có nhân phẩm nhưng điều mà thẩm nguyệt lan nói có khả thi không hoàn toàn không thể nào trương thúy bình do dự một chút sau đó đột nhiên cười khẩy một tiếng rồi nói hoang đường cực kỳ hoang đường em gái nguyệt lan tôi không ngờ cô lại nói những lời như vậy chỉ vì thể diện em gái cô đã thay đổi thật rồi cô nói những lời này bản thân cô có tin không thẩm ngọc thành cũng diễu cợt mà thế hệ trẻ của nhà họ thẩm cũng cười khẩy không thôi như thể đang chào phúng thẩm nguyệt lan đã phát điên vậy mà lại có thể nói ra những lời như thế này lý giai di cười khẩy một tiếng cô ta cũng không tin chuyện này nhưng cô ta vẫn luôn đứng về phía thẩm nguyệt lan vừa định mở miệng mẹ của lý giai di lý anh anh đã nắm lấy lý giai di bà ấy tin thẩm nguyệt lan tuyệt đối không phải loại người ăn nói bừa bãi nói bậy nói bạ thẩm nguyệt lan không nói nữa sau khi bà nhớ lại những gì đã xảy ra ở tương tây bà đã biết con trai mình hoàn toàn không phải là người lương thiện nó chắc chắn sẽ không đến đây mà không có lý do dù sao thằng nhóc thối này có thể đã mang thù rồi bà chỉ cần yên lặng xem kịch thôi quả nhiên ngay sau đó thật sao lạc tú bỗng nhiên cười khẩy lùng tiện tay nắm một cái nhất thời một chiếc lá bị lạc tú nắm trong tay sau đó anh phóng đi khi không ai có thể kịp thời phản ứng chiếc lá trực tiếp bay qua mặt thẩm thiên quân một vài sợi tóc bạc rơi xuống chiếc lá bị đóng đinh thẳng vào bức tường trắng phía sau thẩm thiên quân toàn trường nháy mắt yên tĩnh cảnh giới tông sư phóng hoa ngắt lá cũng có thể đả thương người khác thực sự là tông sư thực sự là vị thiếu niên tông sư đó điều này điều này điều này khiến mọi người ngây ngẩn cả người trong giây lát cha con thẩm ngọc thành thẩm tuấn trạch và rất nhiều anh em nhà họ thẩm và vợ của họ lạc tú thực sự là tông sư sao có thể như thế được? Hừ, chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi, mặc dù trong lòng thẩm Ngọc Thành đã thừa nhận phần lớn, nhưng miệng vẫn cố chấp. Tâm miệng, thẩm thiên quân đột nhiên quát lớn. Ba, chẳng lẽ nó đúng là, thẩm Ngọc Thành hoàn toàn kinh hãi. thẩm thiên quân thở dài gật đầu. Ông ta cũng là võ giả, chiêu thức vừa rồi của lạc tú, ông ta há có thể không phân được thật giả ư. Quả thực, quả thực là tông sư, người nhà họ thẩm không còn gì để nói thế nào không phải vừa rồi còn nói đời thứ ba của nhà họ thẩm tuyệt vời đến mức nào vượt trội đến cỡ nào sao không phải vừa rồi còn nói con trai của thẩm nguyệt lan tôi không thể sao thẩm nguyệt lan tự hào nói bây giờ không nói nữa à bây giờ câm hết rồi hả thẩm nguyệt lan rốt cục có cảm giác quét qua mây đen lại có thể nhìn thấy mặt trời vừa rồi làm bà nín nhịn chết đi được sắc mặt của đám người nhà họ thẩm đều rất khó coi, cứ như ăn phải một con mũi chết. Xét cho cùng, trước mặt mọi người, đặc biệt là những người có mặt đều là những ông lớn từ mọi tầng lớp xã hội, đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Bị tát vào mặt trước mặt những người này khiến họ ngay lập tức cảm thấy bẽ mặt. Thật vậy, nếu Lạc Tú là một thiếu niên tông sư, vậy thì không ai trong đời thứ ba của nhà họ thẩm có thể so sánh với Lạc Tú. Thậm chí không đáng để sách giày cho người ta dù gì thì đó cũng là thiếu niên tông sư. Còn Lý Giai Di thì hoảng sợ nhìn Lạc Tú. Trong lòng chợt giấy lên một nỗi ân hận. Sao lại thế? Sao có thể thế được? Lạc Tú sao lại có thể là thiếu niên tông sư? Không nói đến Lý Giai Di, ngay cả Thẩm Thiên Quân cũng xuất hiện vẻ hối hận. Dù sao, nếu như Lạc Tú là thiếu niên tông sư, nếu như ông ta niềm nở tiếp đón Lạc Tú trở về nhà họ Thẩm, thì có lẽ tương lai của nhà họ Thẩm sẽ là tiền đồ vô hạn rốt cuộc thì nhà họ thẩm vẫn luôn thiếu một vị tông sư. Chỉ là thẩm thiên quân đã áp chế sự hối hận này chỉ trong chốc lát, dù sao việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi tới cuối cùng. Và lại nếu Lạc Tú có là tông sư thì sao? Nhà họ thẩm bọn họ đã quan hệ với Lạc Vô Cực, người đứng đầu trong thiên long bảng rồi. Nếu Lạc Tú là thiếu niên tông sư, thì tuyệt đối không thể là thiếu niên tông sư đứng đầu trong thiên long bảng. Nghĩ đến đây, thẩm thiên quân cười khẩy một tiếng, sau đó lên tiếng được rồi trước đó chúng tôi đã đánh giá thấp cậu nhưng vậy thì sao thẩm thiên quân nói một cách ngạo nghễ vị trí số một trên thiên long bảng hoa hạ đã đồng ý nhận tôi làm đồ đệ rồi vậy nhà họ thẩm chúng tôi cần gì lại phải sợ một tông sư thẩm thiên quân vừa nói lời này những người đang theo dõi nháy mắt ngây ngẩn cả người nhà họ thẩm thực sự có quan hệ với người đứng số một trong thiên long bảng hoa hạ dù trước đây chỉ là tin đồn nhưng chưa bao giờ được xác nhận nhưng bây giờ lời nói của thẩm thiên quân tương đương với một thông báo chính thức nếu cậu là tông sư đương nhiên biết người đứng đầu trên thiên long bảng đại diện cho cái gì thẩm thiên quân tự hào nói câu này khiến thẩm nguyệt lan có chút lo lắng suốt cuộc nếu nhà họ thẩm có quan hệ với người đứng số một trong thiên long bảng thì chuyện này sẽ rắc rối lạc tú hoàn toàn không đủ tư cách để thách thức đối phương dù cậu có lợi hại như thế nào cậu cũng chỉ lợi hại hơn một chút so với đời thứ ba của nhà họ thẩm mà thôi so với toàn bộ nhà họ thẩm dù cậu có là thiếu niên tông sư thì cũng chẳng là gì thẩm thiên quân chế nhạo ha ha vậy sao tôi không nhắm vào ai cả tôi chỉ muốn nói rằng mọi người có mặt ở đây đều là đồ bỏ đi trong mắt tôi nhà họ thẩm lạc tú lắc đầu to gan cậu có là thiếu niên tông sư thì sao có người mắng cho dù là thiếu niên tông sư thì so với nhà họ Thẩm, cậu vẫn chẳng đủ nhìn, sao dám vô lễ với nhà họ Thẩm? Có người mắng, mà Thẩm Thiên Quân thì cười khẩy một tiếng, nhìn Lạc Tú. Cậu cho rằng cậu là thiếu niên tông sư là có thể thách đấu nhà họ Thẩm tôi. Người trẻ tuổi, cậu còn non lắm." Thẩm Thiên Quân khinh thường nói. Đám người Thẩm Ngọc Thành cũng nhìn Lạc Tú đầy khinh thường. Nhưng vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến một loạt tiếng xôn xao. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc quần áo huấn luyện màu đen, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đến cực hạn đi theo. Mà người đàn ông trung niên đó nghiễm nhiên là người đầu tiên đã từng đứng đầu trong thiên long bảng, lê cửu. Hơn nữa không chỉ có ông ta, phía sau còn có rất nhiều người, mấy chục nhân vật cấp tông sư đều đến rồi. Thế trận này hơi lớn và đáng sợ rồi. Dù sao, ngoại trừ lâm hóa long, tất cả mọi người trong thiên long bảng đều đến. Mặc dù thẩm thiên quân khó hiểu, mặc dù thấy Lê Cửu có cái gì đó không ổn. Nhưng vẫn phải mỉm cười đón chào. Dù sao cũng là người đứng thứ hai trong thiên long bảng, sau lưng đều có những tông sư danh chấn một phương, cho nên ông ta đương nhiên không dám lơ là. Vì vậy, thẩm thiên quân nhanh chóng nghênh đón. Chỉ là Lê Cửu vẫn nghiêm mặt với thẩm thiên quân. Thẩm thiên quân lại chỉ có thể mở miệng cười. Ngài Lê đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, thật là ngại quá. Sinh nhật của lão già này không ngờ lại kinh động đến cho ngài Lê, thật sự khiến lão già này xấu hổ. Thẩm Thiên Quân ôm quyền cúi đầu đầy lễ phép, nhưng Lê Cửu vẫn một mặt lạnh lùng, không thèm nhìn Thẩm Thiên Quân dù chỉ một cái. Chương 373. Điều này khiến Thẩm Thiên Quân hơi mất mặt. Hôm nay nói sao cũng là sinh nhật của mình, Lê Cửu còn đến đây. Vậy nói sao thì cũng phải cho mình chút thể diện mới đúng chứ. Cho dù không cho mình mặt mũi, cũng phải nể mặt nhà họ thẩm đã quen biết với người xếp vị trí số một trong thiên long bảng rồi đúng không? Mà sự xuất hiện của Lê Cửu đã khiến đám đông nhanh chóng giành ra một vòng tròn, dù sao Lê Cửu cũng đã từng là người xếp hạng đầu trong thiên long bảng. Chưa kể sau lưng còn có rất nhiều tông sư nữa. Mà Lê Cửu thì nhìn thẩm thiên quân một cái lạnh lùng. Trong tay ông ta đúng là đang cầm quà, nhưng không phải là cho sinh nhật của thẩm thiên quân. Hôm nay, có một người khác cũng mừng sinh nhật. Ha ha, Thẩm Thiên Quân, ông không khỏi đánh giá bản thân quá cao rồi. Sinh nhật của ông, tôi đến làm gì? Ông không xứng đâu, Lê Cửu cười nhạo nói. Ông không xứng đâu. Câu này vừa dứt, toàn trường lại một lần nữa bàng hoàng, tất cả mọi người đều hoài nghi liệu lỗ tai mình có phải có vấn đề gì rồi hay không. Bất kể Thẩm Thiên Quân tu dưỡng tốt đến đâu thì lần này cũng lập tức cảm thấy khuôn mặt mình bỏng rát. Sau đó lửa giận dâng trào, ông ta đã quen được với người đứng số một trên thiên long bảng đương nhiên không cần phải sợ lê cửu vậy thì tôi không biết các người đang làm gì trong nhà họ thẩm của tôi thẩm thiên quân có vài phần thẹn quá hóa giận đến làm gì ông quản được à lê cửu không cho thẩm thiên quân chút mặt mũi nào nhưng tôi cũng có thể nói với ông rằng chính người đứng số một trên thiên long bảng đã mời tôi đến lê cửu đột nhiên chế nhạo câu này khiến người ta có hơi mông lung sinh nhật thẩm thiên quân người đứng số một trong thiên long mời lê cửu đến làm gì nếu đã như vậy ngài lê xin cứ tự nhiên thẩm thiên quân không muốn dây dưa quá nhiều mà là tiếp tục chuyển ánh mắt về phía lạc tú ông ta đang định cười khẩy một tiếng chuẩn bị nói một câu với lạc tú thì chuyện kế tiếp khiến những người có mặt hoàn toàn bị sốc trong phút chốc chỉ nhìn thấy lê cửu đang đi về phía lạc tú sau đó ôm quyền cúi đầu lê cửu xin chào ngài lạc tú lạc tú chắp tay sau lưng thản nhiên gật đầu. Mà mấy chục tông sư phía sau cũng đều ôm quyền cúi đầu. Chúng tôi xin chào ngài lạc. Cảnh này không khiến đám người thẩm thiên quân, mà ngay cả thẩm Nguyệt Lan cũng ngạc nhiên. Đó là người từng đứng đầu trong thiên long bảng, còn có hơn 10 vị tông sư, giờ phút này vậy mà lại đang ôm quyền cúi đầu với lạc tú, thái độ vô cùng cung kính. Thẩm thiên quân đột nhiên có dự cảm không tốt. Thẩm thiên quân, không phải ông đã nói Ngài Lạc chỉ là một tông sư thì sao có thể đấu với nhà họ Thẩm ông ư? Lê Cửu rõ ràng đã nghe được những lời vừa rồi, giờ phút này bỗng nhiên buông lời châm chọc. Vậy thì tôi nghĩ, nhà họ Thẩm của ông nên làm quen với Ngài Lạc lại một lần nữa. Người đứng trước mặt ông, người mà ông nói không xứng để khiêu chiến với nhà họ Thẩm của ông, chính là người đứng đầu trong Thiên Long bảng. Lạc, Vô, Cực, ba chữ này vừa dứt, giống như một tiếng sét khiến mọi người toàn trường trong phút chốc như bị sét đánh. Đặc biệt là Thẩm Thiên Quân, trong đầu như có sấm sét nổ tung, hai mắt đen kịt, suýt nữa ngã nhào. Lạc Tú là lạc vô cực. Không ai nghi ngờ lời nói của Lê Cửu, dù sao ông ta cũng từng là người đứng đầu trong Thiên Long bảng, sao lại có thể đùa giỡn như vậy? Thẩm Ngọc Thành, Trương Thúy Bình, bao gồm cả đám người Thẩm Tuấn trạch lúc này đều vô cùng hoảng sợ, không thể tin được những gì mình nghe thấy. Lý Gia Di tức khắc cũng há miệng thật lớn. Lạc Tú là Lạc vô cực. Ngay cả Thẩm Ngọc Lan cũng nhìn Lạc Tú với vẻ mặt ngỡ ngàng. Con trai của bà rốt cuộc có lai lịch gì? Lần này, đừng nói là đời thứ ba của nhà họ Thẩm, dù là đời thứ hai của nhà họ Thẩm, hay thậm chí là toàn bộ nhà họ Thẩm đều không thể so sánh với người ta. Bởi vì ba chữ Lạc vô cực đã đại diện cho tất cả rồi thẩm thiên quân hòa hoãn một lúc lâu mới nhìn về phía lạc tú với vẻ mặt không thể lý giải nổi. Ha ha, không phải ông muốn bái tôi làm sư phụ của ông sao? Lạc tú chế nhạo. Được rồi, quỳ xuống đi, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận ông. Lời nói của lạc tú giống như một cái tát dáng thẳng vào mặt thẩm thiên quân. Thẩm thiên quân đã từng nói, và thậm chí toàn bộ yên kinh đều biết rằng ông ta muốn bái lạc vô cực làm sư. Nhưng, bây giờ, với mối quan hệ này giữa ông ta và Lạc Tú, ông ta có thể bái ư. Ông ta quỳ xuống được sao? Vừa mới xảy ra chuyện này, cho dù hôm nay có như thế nào, sau này ông ta nhất định sẽ trở thành đối tượng cười nhạo của cả Yên Kinh. Thẩm Thiên Quân vậy mà lại muốn bái cháu ngoại của mình làm sư. Đây là chuyện hoang đường đến cỡ nào cơ chứ? Hơn nữa cháu ngoại mà ông ta luôn không chịu thừa nhận lại là người đứng đầu trong thiên long bảng, nhà họ thẩm ngu ngốc đến mức nào mới làm ra chuyện như vậy người đứng đầu trong thiên long bảng có gia tộc nào mà không tranh giành cái phúc này nhưng nhà họ thẩm thì sao từ khi người ta đến yên kinh không những không chào đón mà còn đi đối đầu khắp nơi đây quả là ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa sắc mặt của đám người thẩm ngọc thành gần như đỏ bừng khó coi vô cùng một sự hối tiếc sâu sắc ập đến chỉ trong khoảnh khắc lạc tú là lạc vô cực người đứng đầu trong thiên long bảng. Thẩm thiên quân không còn kìm nén được sự tiếc nuối đó nữa. Điều này vốn có thể đưa nhà họ thẩm của họ lên đỉnh vinh quang. Thậm chí có thể trở thành những thế gia cổ võ danh tiếng kia, sừng sững mấy trăm năm không ngã. Nhưng bây giờ thì sao? Không có gì ngạc nhiên khi ngày đó Lạc Tú có thể coi thường nhà họ thẩm một cách trịch thường. Không có gì lạ khi Lạc Tú có thể tuyên bố tất cả những người có mặt ở đây đều là đồ bỏ đi bởi vì người ta xác thực có thực lực này lý giai gì cũng sinh ra hối hận sâu sắc nếu cô ta sớm biết lạc tú là lạc vô cực làm sao cô ta có thể thích thẩm tuấn trạch cho được so với người đứng đầu trong thiên long bảng thẩm tuấn trạch có là cái thá gì thậm chí toàn bộ nhà họ thẩm có là gì chẳng trách trước đây lạc tú không để nhà họ thẩm vào mắt hóa ra là vì vậy nếu đúng như vậy tại sao lạc tú lại chưa từng càn dỡ và kiêu ngạo mà ngược lại luôn nhún nhường khiêm tốn. Nghĩ đến những lời mình nói với Lạc Tú, những lời cảnh cáo Lạc Tú, Lý Giai Di hối hận đến xanh ruột. Tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi nhìn Lạc Tú, dù sao thì anh cũng là người đứng đầu trong thiên long bảng. Chỉ có Thẩm Nguyệt Lan lúc này mới có cảm giác hãnh diện. Trương Thúy Bình, chị nói đúng, mẹ quý nhờ con. Bây giờ các người nói cho tôi biết, con trai của các người so sánh với con trai của tôi. Là cái thá gì, Thẩm Nguyệt Lan châm chọc, nhất thời khiến mặt của mấy người phụ nữ nóng bừng bừng. Đó là độ cao mà cả đời người được mệnh danh là con trai nhân tài của họ không bao giờ đạt được. Thẩm Thiên Quân cảm thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng, ông ta biết mình đã hành xử tuyệt tình như thế nào. Loại quan hệ này khẳng định không thể sửa chữa nữa rồi, tha rằng để nhà họ thẩm bị chèn ép đến suy sụp, không bằng triệt để đánh cược. Có lẽ vẫn có cơ hội thử một chút, dù sao nhà họ thẩm vẫn còn át chủ bài cho dù cậu là người đứng đầu Thiên Long bảng thì sao? Cậu cần biết bây giờ là xã hội gì, không phải dựa vào vũ lực mà là dựa vào tiền và tài để nói chuyện." Thẩm Thiên Quân đột nhiên chế nhạo, "Chương 374, anh cũng là thủ phủ." Thẩm Thiên Quân vừa nói những lời này, mọi người lại đột nhiên tỉnh ngộ. "Đúng vậy, xã hội này không phải cổ đại, không phải thời đại của giang hồ hiệp nghĩa." Trong thời đại ngày nay, tiền bạc vẫn tự nó nói lên điều đó. Tiền có thể sai sử ma quỷ, tất cả mọi thứ đều cần tiền mới có được. Dù là người đứng đầu trong Thiên Long bảng nhưng bạn cũng phải dựa vào tiền, bạn cũng không thể không ăn không uống được đúng không? Trong xã hội ngày nay, đồ ăn thức uống, nhà ở, phương tiện đi lại có cái nào không cần tốn tiền. Và tiền mới là vô trong xã hội này. Nhà họ Thẩm tôi làm ăn lớn, nếu thật sự muốn trở mặt, cho dù tán ra bại sản, nhà họ Thẩm chúng tôi cũng có thể mời võ thánh đến chừng trị cậu đừng tưởng rằng người đứng đầu trong thiên long bảng là đệ nhất thiên hạ. Cần biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà nhà họ thẩm của tôi, với thực lực tài chính, có thể nhờ võ thánh ra tay. Thẩm thiên quân tự hào nói, như thể thức thì đã tìm thấy lại sự tự tin. Không sai, tiền mới là vua, thẩm Ngọc Thành ở một bên cũng nói. Lời nói của thẩm thiên quân lập tức khiến người nhà họ thẩm ngẩng đầu, quả thực chỉ cần có tiền thì sợ gì chứ. Cho dù cậu là người đứng đầu Thiên Long bảng thì sao? Thẩm Ngọc Thành tuyên bố, tất cả mọi người vỡ lẽ, quả thực tiền mới là vua thực sự. Nói cho cùng, nhà họ Thẩm là một gia tộc lâu đời, là gia tộc lớn hàng đầu danh chấn Yên Kinh. Những thứ như tiền đã nhiều mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nền tảng thực sự của một gia tộc lớn là tiền. Đây mới là nguyên nhân lớn mạnh của gia tộc này. Nhà họ Thẩm có tài sản hơn 30 tỷ đô la Mỹ cách xù biết bao. Và lại, tôi không ngại nói với cậu rằng nhà họ thẩm của chúng tôi và thủ phủ mới đây trong nước đã đạt được sự đồng thuận và thiết lập quan hệ hợp tác. Nói cách khác, nhà họ thẩm của tôi và thủ phủ hiện đang ở trên cùng một con thuyền. Thẩm thiên quân nói một cách tự hào. Câu này vừa dứt, nhất thời nó giống như một quả bom tấn, trực tiếp khiến mọi người chấn động. Đã thiết lập quan hệ hợp tác với thủ phủ. Nếu thẩm thiên quân đã nói như vậy, Vậy lần hợp tác này nhất định sẽ không phải là hợp tác nhỏ, khẳng định sẽ là động thái lớn. Xem ra nhà họ Thẩm có mưu đồ rất lớn. Nhiều người vốn tưởng rằng hôm nay nhà họ Thẩm chắc chắn gặp rắc rối lớn, dù sao họ cũng đã đắc tội người đứng đầu trong Thiên Long bảng. Nhưng nếu thủ phủ và nhà họ Thẩm đã cùng hội cùng thuyền thì khó mà nói lắm. Suy cho cùng, thủ phủ sẽ không để nhà họ Thẩm gặp nạn. Cho nên, dù cậu có là người đứng đầu trong Thiên Long bảng thì sao? Thẩm Thiên Quân đột nhiên cười khẩy một tiếng. Loại siêu gia tộc chúng tôi đây nào phải thành lập chỉ trong một sớm một chiều. Ngoài vũ lực, cậu dùng cái gì để chống lại nhà họ Thẩm của tôi? Nhà họ Thẩm tôi có đầy tiền, Thẩm Ngọc Thành ở một bên cũng ngạo nghễ nói. Đám người Trương Thúy Bình nở một nụ cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lạc Tú. Quả thật, nhà họ Thẩm bọn họ không phải chỉ là nhà giàu bình thường, mà là giàu có thực sự, mức độ giàu có đã rất đáng sợ rồi. Nhưng Lạc Tú lại lắc đầu, sau đó nhìn Thẩm Thiên Quân với ánh mắt đáng thương. Nhà họ Thẩm rất giàu ư? Lạc Tú mang theo vẻ khinh thường sâu sắc. Ha ha, nhà họ Thẩm rất giàu hả? Tài sản hơn 30 tỷ đô la Mỹ, cậu nói xem có giàu không? Thẩm Thiên Quân đùa cợt. Nhà họ Thẩm vẫn chưa chắc đâu. Câu nói này không phải do Lạc Tú nói, mà là một người ở ngoài cửa. Trương đại sư. Trương đại sư chậm rãi bước tới. Thẩm Ngọc Thành vội vã đến đón ông ta. Trương Đại sư, ông đến rồi, không biết thủ phủ đâu ạ? À? Hiện tại Thẩm Ngọc Thành gấp gáp cần thủ phủ ra mặt, đứng về phía nhà họ Thẩm giúp chấn. Không phải thủ phủ đã đến lâu rồi sao? Trương Đại sư cười khẩy một tiếng. Đến lâu rồi. Nghĩa là sao? Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Những người khác có mặt cũng choáng váng. Không phải nhà họ Thẩm các người luôn muốn gặp thủ phủ sao? trương đại sư nói được hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các người thủ phủ hiện giờ trong nước chủ nhân của tôi lạc vô cực vừa dứt lời thẩm thiên quân lảo đảo vài cái ánh mắt tối sầm lại nếu không phải có người bên cạnh giúp đỡ thì chắc chắn đã ngã xuống đất thẩm ngọc thành hoảng sợ nhìn lạc tú trương thúy bình và những người khác cũng vậy về phần đám người thẩm tuấn trạch họ bây giờ đã chết lặng hoàn toàn chết lặng bao gồm cả đám Lê Cửu cũng thế. Ngay cả Thẩm Nguyệt Lan cũng nhìn Lạc Tú đầy hoài nghi. Đứa con trai này của bà thật sự là ẩn giấu quá sâu, khiến người làm mẹ như bà cũng không thể nhìn thấu. Chung đụng với con trai bà, bạn thật sự không biết khi nào sẽ bị vả mặt. Lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần, nếu không hễ hơi sơ ý sẽ bị sốc đến mức không sốc hơn được nữa. Đối với lời nói của Trương đại sư, không ai nghi ngờ. Dù sao Trường Đại Sư đã sớm xuất đầu lộ diện ở Yên Kinh với tư cách là đại diện của thủ phủ, rất nhiều người đều đã từng gặp. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người đều sửng sốt, dù sao cũng là thủ phủ mà. Sao có thể như thế được chứ? Sao người trẻ tuổi như vậy có thể trở thành thủ phủ? Lý gia Di đã hối hận đến mức không chỉ ruột xanh mà hiện tại ruột cũng sắp thắt lại rồi. Cô ta luôn coi thường lạc tú, nhưng giờ cô ta mới nhận ra rằng sự tồn tại mà cô coi thường trước đây chính là sự tồn tại mà cô ta phải ngưỡng mộ nhìn lên thủ phủ đó nhà giàu nhất đó ngay cả nhà họ thẩm cũng không thể so sánh càng đừng nói gì mà đời thứ ba của nhà họ thẩm đám người thẩm tuấn trạch thẩm tuấn kiệt thẩm tuấn đào có thể so sánh được với lạc tú ư sách giày cũng không xứng lạc tú nói đúng nếu so sánh anh với đời thứ ba của nhà họ thẩm quả thực là sỉ nhục anh người ta là người như thế nào thủ phủ nhà giàu số một cả nước và cũng là người đứng đầu trong thiên long bảng chỉ là hai thân phận này thôi người ở đây nào ai có thể so sánh quả thực câu nói của lạc tú rằng mọi người ở đây đều là đồ bỏ đi không sai chút nào nghĩ đến đây lý giai di cúi đầu người cô ta bỏ lỡ là thủ phủ người cô ta bỏ lỡ là người đứng đầu trong thiên long bảng bất cứ thân phận nào cũng đủ khiến cô ta phát điên hơn nữa rõ ràng mẹ cô ta đã tạo vô số cơ hội cho cô ta. Nhưng tiếc là cô ta đã không quý trọng. Ngược lại, từ khi lạc tú đến yên kinh, cô ta còn mỉa mai mấy lần. Lý Anh Anh lắc đầu nhìn con gái mình và thở dài. Đời thứ ba nhà họ thẩm như đám người thẩm tuấn chạch nắm chặt tay nhau, không dám nhìn thẳng vào lạc tú. Đối với bọn họ, lạc tú thực sự quá trói mắt, ngay cả thế hệ cũ cũng không thể so sánh với phong thái của lạc tú. Tại sao trước đây bọn họ còn coi thường Lạc Tú? Họ có tư cách gì để coi thường Lạc Tú? Ngay cả Thẩm Ngọc Thành cũng sinh lòng tiếc hận sâu sắc, là người đứng đầu trong Thiên Long bảng, lại còn là thủ phủ. Đây là chuyện vinh quang, làm dạng dỡ tổ tông cỡ nào cơ chứ? Chỉ cần lúc trước họ có thể chấp nhận Lạc Tú và đền bù một chút, thì nhà họ Thẩm bọn họ cũng có mất gì đâu. Không hề, lại còn sẽ có được thủ phủ và người đứng đầu trong Thiên Long bảng món làm ăn này nhìn sao cũng có lời. Nhưng họ đã làm gì? Nhiều người thầm thở dài, nhà họ thẩm hôm nay gặp nguy rồi. chương 375, cút. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đã quyết định đứng về phía Lạc Tú, dù sao đó cũng là thủ phủ và là người đứng đầu trong thiên long bảng, bất kỳ một thân phận nào cũng đủ để đè bẹp nhà họ thẩm. Huống chi cả hai thân phận này chứ? Thẩm Nguyệt Lan không muốn nói gì nữa, bà chưa bao giờ tự đắc như vậy. Người ta nói rằng mong con trai thành rồng, và con trai quý giá của bà vậy mà lại là rồng. Đứa con trai bảo bối này thật khiến bà nở mày nở mặt, đến nỗi Thẩm Nguyệt Lan cảm thấy mình nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh. Cuộc đời có thể có một người con trai như vậy trong đời, bà còn có thể mong cầu gì nữa? Thẩm Thiên Quân hòa hoãn một hồi lâu mới khôi phục lại, nỗi hối hận vô hạn ập tới, nhà họ Thẩm bọn họ quả là sai đến cùng cực. Họ nghĩ rằng con trai của Thẩm Nguyệt Lan chỉ là một cậu bé nghèo bình thường đến từ thị trấn. Ai mà biết được, lai lịch của người ta lại lớn như vậy, lớn đến mức nhà họ Thẩm cũng phải nhìn lên. Thẩm Thiên Quân đột nhiên nhớ lại những gì ông ta đã nói khi chế nhạo Lạc Tú trong đám tang ngày hôm đó, mỗi lời nói giờ đều như một cái tát vào mặt ông ta. Người ta cần biệt thự sao? Người ta cần xe thể thao ư? Người ta thiếu được người khác tôn sùng à? Người ta là thủ phủ người ta là người đứng đầu trong Thiên Long bảng, người ta chưa từng cần đi lại với nhà họ Thẩm bọn họ để có được thứ gì, bởi vì người ta có những thứ mà ngay cả nhà họ Thẩm cũng không có. Sợ rằng khi mình nói những lời này với cùng người ta, trong lòng người ta đã coi mình là vai hề, là thằng ngốc đang diễn trò cũng nên. Và tất cả những thứ này lẽ ra phải thuộc về nhà họ Thẩm của họ. Nếu họ không thèm muốn tài sản của Thẩm Nguyệt Lan, chờ Lạc Tú đến Yên Kinh, đưa Lạc Tú về nhà sau đó chào đón người ta một cách nồng nhiệt vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này nhà họ thẩm sắp xong rồi đắc tội thủ phủ và người đứng đầu trong thiên long bảng làm sao nhà họ thẩm còn sống được ngày lành đó là cháu ngoại của ông ta cháu ruột của ông ta lại bị một tay ông ta biến thành nông nỗi này điều này thật ngu ngốc làm sao thẩm thiên quân e rằng ông không tưởng được nhỉ đột nhiên một tiếng cười khẩy truyền đến đó là một người đàn ông trung niên lúc thẩm nguyệt lan nhìn thấy ông thì tức khắc bật khóc người mà bà mong nhớ ngày đêm cuối cùng cũng đã đến cậu cậu sao vẫn còn sống thẩm thiên quân như nhìn thấy ma ông ta rõ ràng đã tìm người mấy cao thủ nội kình để giết ba lạc một người thường như ba lạc tuyệt đối không có khả năng có cơ hội sống sót nhưng vừa nói ra câu này ông ta đã hối hận bởi vì câu này chẳng khác gì tự vạch trần thẩm thiên quân ông thật độc ác sắc mặt thẩm nguyệt lan lập tức thay đổi ba không phải kẻ ngốc làm sao có thể không nghe ra ý của thẩm thiên quân ha ha đương nhiên tôi còn sống ông cũng không nhìn xem con trai tôi là ai hà ba lạc nhìn thẩm thiên quân đầy chế diếu còn cả thẩm ngọc thành từ lúc chúng ta tạm biệt đến giờ anh vẫn khỏe chứ ba lạc cười khẩy bước về phía trước sau đó tát vào mặt thẩm ngọc thành một cái thẩm ngọc thành bị đánh mà bàng hoàng nhưng không dám đánh trả Bây giờ hơn 10 vị tông sư đều đứng về phía Lạc Tú, ông ta làm sao dám chống trả. Còn nhớ hai mươi mấy năm trước, tôi quỳ ở cánh cửa này cầu xin các người không? Tôi cầu xin các người buông tha cho Nguyệt Lan, nhưng khi đó, Thẩm Ngọc Thành Anh đối xử với tôi như thế nào? Một lũ khốn nạn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi. Tôi đã nói, nếu anh đánh tôi, tôi sẽ trả lại. Dù ba lạc có tốt tính đến đâu, ông cũng không thể buông tha cho những gì đã xảy ra khi đó. Ông và Thẩm Nguyệt Lan đến nhà họ Thẩm, nhưng cuối cùng bị trào phúng, coi thường và thậm chí bị đánh đập. Thẩm Thiên Quân, ông không ngờ sẽ có hôm nay phải không? Ba Lạc vô cùng kích động. Hồi đó, các người coi thường tôi, trào phúng tôi, chế nhạo tôi, ép tôi chật vật chạy khỏi yên kinh như một con chó. Nhưng hôm nay thì sao? Ba Lạc cười gần. Hành vi của các người vẫn đúng ư. Lạc Tú, con trai của tôi, người nhà họ Lạc của tôi. Ba Lạc giết gào, hiển nhiên năm đó ông đã nhận hết áp bức và lăng nhục. Các người còn có tư cách cười nhạo xem thường tôi nữa không? Thẩm thiên quân ơi thẩm thiên quân, uổng cho ông thông minh cả đời, lại hồ đồ nhất thời. Nếu hồi đó ông không đối xử với tôi như vậy, sao có thể đẩy mọi chuyện đến mức này? Ba lạc cười khẩy, tôi sẽ không hối hận, hôm nay các người đã thắng. Thẩm thiên quân đột nhiên nói, nhưng vậy thì sao? Hôm nay là sinh nhật của tôi, các người có thể rời đi nhục nhã cũng nhục nhã rồi các người có thể đi thẩm thiên quân gầm gừ bây giờ cút cho tôi thẩm thiên quân gầm lên cút lạc tú khẽ cười một tiếng người nên cút là các người chứ nhỉ lạc tú khinh thường nói có ý gì thẩm thiên quân ngơ ngác nhìn lạc tú ông cho rằng tôi đi thật xa đến đây chỉ để làm nhục ông ư lạc tú lắc đầu tôi đâu có tẻ nhạt như vậy tôi chỉ có thể nói Ngại quá, nơi này bây giờ mang họ Lạc rồi." Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Thẩm Thiên Quân định cười khẩy, nhưng bên kia có mấy người của ngân hàng đang tới. "Ngại quá, ông cụ Thẩm, con trai cả của ông đã thế chấp căn nhà cho ngân hàng để bốc thăm. Bây giờ đã quá thời hạn, căn nhà không chỉ bị tịch thu mà còn bị bán đấu giá cho cậu Lạc rồi." Chủ tịch của ngân hàng đích thân đến. "Đây chắc chắn không phải là thủ tục bình thường, nhưng với quan hệ của Lạc Tú, anh cần làm thủ tục bình thường ư?" thẩm thiên quân nhìn chữ ký trên giấy thế chấp nhất thời khí huyết không thuật phun ra một ngụm máu đúng rồi tôi phải nhắc nhở các anh một câu trong dự án mà hợp tác với chúng tôi nhà họ thẩm các người vi phạm hợp đồng nên số tài chính đầu tư trước đó không còn nữa lại còn gây ra thiệt hại cho chúng tôi vì vậy chúng tôi đã khởi tố nhà họ thẩm tôi nghĩ trong thời gian ngắn các người sẽ nhận được giấy hầu tòa từ tòa án trương đại sư chậm rãi nói tài chính cho dự án hợp tác không còn lần này thẩm ngọc thành ngã dầm xuống đất không còn cách nào khác đó là sự thật hoặc là các người có thể đi bắt gia tộc Rothschild phải chịu trách nhiệm trương đại sư cười khẩy một tiếng để có tiền nhà họ thẩm đã thế chấp gần như toàn bộ tài sản trương đại sư còn xúi dục thẩm ngọc thành thế chấp cả trang viên bây giờ lại nói số tiền kia không còn nữa các người thông đồng các người lừa gạt đúng không thẩm ngọc thành rít gào ông thẩm ông nói chuyện phải nói bằng chứng tôi có thể kiện ông tội phỉ báng còn một chuyện nữa ngay từ đầu là ông đã cầu xin tôi tôi thấy ông đáng thương mới đồng ý hợp tác với ông trương đại sư cười nhạt phải rồi tôi quên nhắc nhở ông nói cách khách nhà họ thẩm các người bây giờ không một đồng tiền nào trương đại sư mỉm cười loại chuyện này giao cho trương sư phụ làm tất nhiên là thuận buồm xuôi gió các người dở trò cố ý lừa nhà họ thẩm tôi Thẩm Ngọc Thành không cam lòng. Hừ, nói khó nghe thật, dù có bẫy nhà họ thẩm các người thì sao chứ? Các người đi kiện đi, các người đi tìm cách kiện đi. Sau khi tiếp nhận, Trương Đại Sư đã xử lý cẩn thận, nhà họ thẩm hoàn toàn không kiện được. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 375